Thị trường quà tặng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay vô cùng phong phú. Nhiều hoa tươi, mỹ phẩm trang sức được nhiều khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, thay vì những bó hoa, lẵng quả nhập khẩu tiền triệu hay những set quà giá trị lớn, các món quà bình dân, thiết thực được nhiều khách hàng hướng đến. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Càng đến gần Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, thị trường hoa tươi càng sôi động, nhưng giá hoa không tăng cao như mọi năm, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ. Chỉ một số ít loại hoa nhập khẩu như hoa hồng Trung Quốc tăng giá từ 5 đến 10% so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều người có xu hướng tìm đến những món quà thiết thực hơn như mỹ phẩm, thời trang, trang sức. Do đó, những ngày này, các sản phẩm quà tặng rất hút khách. Hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm để mình lựa chọn theo túi tiền của mình, cho nên là em cũng nghĩ chuyện đó rất là dễ dàng đối với mọi người thôi. Dạ, giá cả thì ở đây thì em thấy giá cả rất là ổn, rất là trung bình, rất là dễ mua. Có thể là mua về tặng quà cho người thân hay mua cho người thân cũng là hợp lý. Nhiều cửa hàng siêu thị thiết kế sẵn các hộp quà đa dạng mẫu mã được tặng kèm theo hoa khi khách hàng mua sản phẩm với giá cả chỉ từ 150.000 đến 500.000 đồng. Ngoài ra còn có chương trình giảm giá từ 10 đến 50% để thu hút và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Siêu thị của chúng tôi cũng có chuẩn bị từ các chương trình trước, hàng hóa phong phú đa dạng. Tuy nhiên cái sức mua của khách hàng năm nay thì nó ít hơn năm trước. Thứ nhất là do vừa rồi là mới mưa lụt. Nhưng tôi vẫn hy vọng là hai ngày cuối tuần này là trời nắng ráo hay là khách sẽ kỳ vọng vào khách sẽ mua vào đúng dịp lễ 20 tháng 10. Bữa nay họ bán online nhiều quá, mà mình thì bán không được. Cả như mang hàng rất là vắng, chỉ có hàng hộp hàng hóa đó chứ cũng vắng này. Bên cạnh việc trực tiếp đến các quầy hàng, điểm bán hàng lưu động để chọn mua quà, thì năm nay nhiều người tiêu dùng chọn hình thức mua sắm online, giao dịch trên các sàn thương mại điện tử bởi sự đa dạng từ mẫu mã đến chủng loại, nhiều phân khúc, đặc biệt có rất nhiều chương trình giảm giá.